Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội xem video clip và thảo luận ở hội trường về quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Các đại biểu đã thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31 năm 2024, Luật Nhà ở số 27 năm 2023. Luật kinh doanh bất động sản số 29 năm 2023, Luật các tổ chức tín dụng số 32 năm 2024. Ý kiến tập trung vào sự cần thiết ban hành luật, tính thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật, các điều kiện đảm bảo thi hành luật trong thực tiễn. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Theo cơ quan soạn thảo luật được ban hành sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho tổ chức, cá nhân thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh với những điểm mới cơ bản như sau: Quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch, làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ về quy hoạch, tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật địa chất và khoáng sản Luật được xây dựng gồm 117 điều và được bố cục thành 12 chương, tăng 1 chương và 31 điều so với Luật Khoáng sản năm 2010, tăng 1 chương và giảm 19 điều so với đề cương đã được thông qua.